Vâng, xin chào các anh chị, xin chào tất cả những người bạn của tôi, xin chào tất cả những người đang học khóa học Facebook Marketing của tôi. Ok, bài học này là một bài học rất là kinh nghiệm và cũng rất là lý thuyết, rất là dài. Một chút là tôi muốn trình bày với các anh chị và các bạn cái quy trình chốt sale trong cái quá trình mà chúng ta bán hàng ở trên Facebook. Nha, tôi xin phép nhắc lại cái bài học của chúng ta là cái quy trình chốt sale dành cho những người bán hàng ở trên Facebook, có thể là chủ shop, có thể chủ doanh nghiệp, có thể là những người mà chạy spa, chạy quảng cáo vân vân, được chưa ạ? Tôi sẽ chia nó cái quy trình này thành 15 bước và mỗi một bước tôi sẽ nói một số ý cho các anh chị và các bạn. Bước thứ nhất là chúng ta không tính nhá, thì chúng ta sẽ viết bài, đặt chạy quảng cáo, đăng bài, đúng không? Chúng ta comment ảo, chúng ta like ảo, chúng ta có thể dùng các cái nick shipping để chúng ta thả chim mồi. Chúng ta bắt đầu đặt quảng cáo nhắm chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, miền sở thích, vân vân. Theo cái kinh nghiệm của chúng ta rồi, chúng ta giả sử rằng là chúng ta chạy quảng cáo đã ra comment và ra inbox rồi, thì cái phần trước đó là ta không tính thành bước. Thì bước đầu tiên là chúng ta ra comment, ra inbox hoặc là có được những cái truy cập vào website vân vân, những cái mục tiêu mà chúng ta đạt được. Thế thì sau khi mà ví dụ bạn chạy quảng cáo fanpage mà bạn thu được comment hoặc thu được inbox, anh ơi, chị ơi, bạn ơi, anh em ơi, cho tôi hỏi, cho anh hỏi, cho chị hỏi là cái này bao nhiêu tiền, như thế nào, vân vân, đúng không? Hoặc là để lại số điện thoại vân vân, đúng không? Thì bước số 2 mình sẽ làm gì? Thì bước số 2 đấy là mình sẽ trả lời comment, trả lời inbox. Rồi hoặc là xem những cái thông tin mà mình thu được ở trên website, ở trên Messenger chat đấy. Và mình trả lời một cách những cái cơ bản và thông tin cụ thể. Thứ nhất là đối với những người mà comment nổi ở trên fanpage, thì bước đầu tiên đấy là các bạn bấm like cái comment đó, sau đó các bạn ẩn đi, sau đó các bạn để chế độ reply, tức là chế độ trả lời cho cái comment đó. Ví dụ họ hỏi cái gì thì mình trả lời cho họ một cái câu trả lời tự động hoặc là một câu trả lời các bạn tự viết ra để cho họ biết rằng là mình có trả lời, và đồng thời mình trong cái câu trả lời đấy mình cũng đưa đầy đủ các thông tin mà mình khuyến khích là họ kiểm tra tin nhắn dạng inbox, đúng không? Thì mình sẽ chuyển cái phần comment nổi đấy trở thành inbox chìm, bởi vì nếu để comment nổi thì rất có thể sẽ bị đối thủ cướp khách hàng. Đây là một cái kỹ thuật để tránh, ok? Sau đó mình bắt đầu mình vào mình trả lời inbox những câu hỏi của người ta. Tất nhiên là mình sẽ cung cấp những cái thông tin một cách cơ bản, được chưa ạ? Và sau đó chúng ta sẽ trò chuyện, sẽ chat, sẽ tư vấn cho khách hàng. Bước số 3 theo kinh nghiệm của tôi, đấy là chúng ta cần phải soi profile của khách hàng. Và nếu có thông tin ví dụ như số điện thoại hay Zalo thì chúng ta soi thêm. Soi profile của khách hàng để làm gì? Để mình đánh giá sơ lược 30 giây hoặc 1 phút về cái profile đấy, xem là liệu có phải là một khách hàng chất hay không. Thí dụ thôi, tất nhiên là cái mức độ chính xác này nó không thể tuyệt đối được, nhưng tôi nói thí dụ bây giờ họ muốn mua một cái đồ hàng hiệu, một cái đồng hồ 10 triệu đồng hay là 20 triệu đồng, tôi giả sử như thế. Thế mà bạn soi profile của họ là có thể là một cái profile trắng, chuyên đăng những cái hình linh tinh xe, rồi lượng bài rất ít, không thể hiện mặt, không thể hiện ảnh, chẳng có nội dung gì, thì mình có thể có quyền đặt ra câu hỏi nghi ngờ rằng đây có thể là một khách hàng người ta rảnh rỗi, không phải là khách hàng tiềm năng. Tất nhiên như tôi nói là có thể 50-50 thôi, nhưng mà cái việc mà đánh giá, cái việc soi profile khách hàng 30 giây đến 1 phút rất là quan trọng để mình nắm bắt được là khách hàng là như thế nào, có tiềm năng hay không, họ có sở thích như nào. Ví dụ mình lướt qua Facebook của họ, mình xem họ có hay đi du lịch hay không, họ có hay đăng hình ảnh rất là sắc nét hay không, họ nói chuyện như thế nào, họ comment như thế nào, thì mình sẽ biết được cơ bản một số những cái thông tin quan trọng để mình từ đó mình có cái hiểu biết với khách hàng, mình bắt đầu mình tìm những cái điểm chung, mình trò chuyện với họ. Đấy, thì cái ý thứ ba là cái ý mà tôi muốn nói là soi hay là rà profile của khách hàng hoặc là số điện thoại, từ đó check ra Zalo rất là tốt. Bởi vì rất rất có thể những cái sale mà nó không thể chốt nhanh được. Ví dụ như là
mua cái áo 300 nghìn thì họ có thể chốt nhanh, nhưng mà bắt đầu bạn mua cái gì đấy tiền triệu đúng không, hoặc là mua điện thoại, hoặc là mua bất động sản hay mua ô tô thì người ta sẽ cần nhiều thời gian hơn, không dễ gì chốt nhanh được đúng không. Bước số 4 là chúng ta bắt đầu là tư vấn, chúng ta inbox, chúng ta trả lời một số các câu hỏi. Và các bạn nhớ rằng khi mà inbox trả lời các câu hỏi của khách hàng và cung cấp thông tin sâu hơn, đầy đủ hơn về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bảo hành, chính sách bán hàng vân vân của bên mình đấy, thì chúng ta phải nhớ rằng là gì, chúng ta phần cần phải có kỹ năng tư vấn. Bởi vì là nếu mà chúng ta không biết tư vấn thì chúng ta rất là khó được chốt được khách đúng không. Chúng ta trả lời những câu hỏi và cách trả lời chúng ta cũng cần phải hết sức là ý nhị, hết sức là tinh tế, hết sức là dẫn dắt để mà tăng cái mức độ tương tác, tăng cái mức độ quan tâm và thích thú và trả lời một cách theo kiểu là chốt sale đúng không, đánh vào cảm xúc, đánh vào ham muốn của khách hàng. Bước số 5 là các bạn có thể lấy số điện thoại của khách. Nếu mà khách chưa cho số thì mình chat kiểu gì thì chat, sau đó mình bắt đầu câu hỏi là dạ thưa anh chị cho em xin số điện thoại để em có thể tư vấn cho nó dễ hơn được không. Đấy, hoặc là người ta lại đang hỏi cái gì đó, mình lại trả lời câu hỏi xong, mình lại dạ thưa anh chị có thể cho em xin số điện thoại, em gọi điện thoại em tư vấn cho nhanh, cho nó hiệu quả được không. Tôi khuyến khích các anh chị là nên tư vấn qua điện thoại. Bởi vì như này này, thứ nhất là tư vấn qua chat Facebook nó rất là lâu, nó mất thời gian. Và thứ hai nữa là có thể khách hàng người ta cũng không tập trung. Bởi vì khi người ta chat Facebook, người ta chat trên điện thoại hoặc là người ta chat trên Zalo đúng không ạ? Và họ có thể có cùng một lúc đang có rất nhiều các mối quan tâm. Có thể họ có thể chat ra 3-4 cửa sổ, 5-6 cửa sổ. Họ cũng có thể đọc tin tức, họ cũng có thể lướt Facebook, họ cũng có thể đang chơi trò chơi. Và cái mức độ tập trung nó không cao. Lúc họ hỏi thì mình đang trả lời người khác, lúc bạn đang hỏi thì họ lại đang làm cái gì đó, và nó cứ bị kiểu như là phải chờ đợi nhau. Thì theo kinh nghiệm của tôi, tất nhiên là chốt qua điện thoại rất là tốt, chốt qua tin nhắn cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mình nên, các bạn thử nên áp dụng xem, là cứ tư vấn sơ sơ qua inbox xong, bắt đầu là mình lấy số điện thoại, mình thấy có lòng tin một chút là mình bắt đầu lấy số điện thoại, mình bốc điện thoại lên, mình tư vấn ngay. Đấy, mình tư vấn ngay. Hoặc là nếu mà số lượng đơn hoặc là số điện thoại quá nhiều thì mình sẽ có một đội ngũ tư vấn 5 người, 7 người. Mình gọi và mình nói là ok, trong vòng 30 phút nữa hay trong vòng 60 phút nữa chúng tôi sẽ gọi điện cho anh chị. Đấy, hoặc là trong vòng 10 phút nữa chúng tôi gọi điện. Còn nếu tốt nhất là gọi ngay lập tức, đúng không? Bốc điện thoại lên. Dạ thưa anh chị, em là ở bên shop A, shop B, fanpage C gì đó, đúng không? Em đang chat với anh chị đây. Cái câu hỏi của anh chị rất là hay, em muốn gọi điện thoại em trao đổi với anh chị luôn. Cái việc mà mình trao đổi qua điện thoại nó rất là hay các anh chị ạ. Thứ nhất là nó là điện thoại thì người ta buộc phải tập trung. Đấy, rất ít người có thể vừa nghe điện thoại vừa làm được một việc gì đó khác. Nhưng mà chat là tôi có thể chat 4-5 cửa sổ, tôi có thể đọc báo chí, tôi có thể chơi game, xem phim, các bạn có đồng ý với tôi không? Đấy. Thế khi mà người ta gọi điện thoại như vậy, cái mức độ tập trung cao và mình lắng nghe được giọng nói, mình trả lời được các câu hỏi, mình sẽ phán đoán được là họ có thể là trở thành khách hàng hay không. Bước số 6 là các anh chị và các bạn sẽ tư vấn khách hàng qua điện thoại. Và điều này thì các bạn và các anh chị bán hàng cần phải lưu ý là chúng ta cần phải học cái kỹ năng bán hàng nói chung và kỹ năng bán hàng qua điện thoại nói riêng. Đấy, ví dụ như là cách các bạn đặt câu hỏi, cách các bạn chốt sale, cách các bạn tư vấn, giọng nói, lời ăn, tiếng nói, cách chào hỏi vân vân. Đấy. Thế nếu mà giả sử như là khách hàng người ta chưa quan tâm, họ hờ hững thì mình phải cho họ những cái chim mồi gì, mình phải cho họ những cái khuyến mại gì, mình phải thò ra cái gì để mình chốt. Nếu mà họ bảo là họ bận, lúc khác gọi lại thì ok, nhưng mà phải hẹn với họ luôn là tối nay em gọi lại, hay là 9 giờ sáng mai em gọi lại, hay là 3 giờ chiều nay em gọi lại. Mình phải đặt lịch hẹn luôn. Vâng, anh chị lưu ý nhắc đến cái giờ đấy giúp em. Đấy, thì mình tiếp tục bán hàng qua điện thoại bằng những kỹ năng bán hàng qua điện thoại, trả lời các câu hỏi cho khách hàng, đặt các câu hỏi cho khách hàng, đặt câu hỏi cho khách hàng, cho khách hàng để khách hàng tự trả lời. Nếu khách hàng không trả lời được, mình sẽ tự trả lời cho khách hàng. Nếu mà đối với những cái sale mà phức tạp hơn nữa thì mà không chốt được qua điện thoại, đúng không, thì mình phải tiếp tục đặt lịch hẹn với khách hàng để gặp trực tiếp tư vấn cho khách hàng thêm, vân vân và vân vân. Ok, được chưa ạ?